Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 006. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần xác định công thức chung của hợp chất hữu cơ. Các em có thể tham gia cái khóa học bằng cách đăng nhập vào trang web mà thầy để trên đỉnh in màu xanh in đậm gạch chân đây. Trước khi mà làm bài mã số ID 006, các em ôn lại một chút xíu về kiến thức về công thức của axit mà thầy để nguyên ở trên này. Thứ nhất, khi người ta hỏi người ta có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là công thức phân tử. Công thức thầy đặt phân tử như này. A là số pi trong cả phân tử, nghĩa là bằng số pi trong gốc cộng số pi trong chức. X là số nguyên tử oxy. Cách lựa chọn thứ hai người ta hỏi là người ta yêu cầu tìm công thức chung của axit. Nó có dạng là CmH2m cộng 2 trừ 2b trừ y COOH tất cả y lần. Y là số trong chức axit, b là số pi ở trong gốc, và A của thầy là pi của cả phân tử sẽ bằng pi ở trong gốc là B cộng với pi ở trong chức là y. Có y nhóm chức thì sẽ có y liên kết pi. Đó, đây là quan hệ rất là quan trọng để các bạn có thể đưa ra được công thức chung. Phần 3 nhỏ là phần thầy lấy một vài ví dụ cụ thể để thầy đưa được các công thức tương ứng mà các em có thể tham khảo. Đó. Thế bây giờ sau khi có nội dung kiến thức cũ này rồi, bây giờ ốp vào cái bài này để các em làm. Bài này của thầy như sau. Nó cho sẵn là 2 pi rồi. Người ta hỏi ở dạng nào? Hỏi ở dạng số 1, tức là công thức phân tử. Như vậy, kết quả là thầy sẽ có là A bằng 2. Đó, thay vào công thức của thầy là CnHn trừ 2 OX gì. Bây giờ các em phải tìm ra X gì. Thì thầy chuyển công thức này dưới dạng RCOOH tất cả X trên 2 lần. Tức là thầy chuyển cái công thức phân tử về dạng công thức chung để thầy tìm ra nhóm chức. Thì không có gì khó cả. Ở đây thầy có một mol phản ứng với NaHCO3CO2 là một mol. Thầy bảo toàn hydro linh động. Thầy có hydro linh động như là H cộng đó. H cộng sẽ bằng với lại HCO3 trừ và bằng với CO2. Kết quả thầy có là 1 nhân với x trên 2 là số mol H cộng sẽ bằng 1. X bằng 2. X bằng 2 nghĩa là có hai nguyên tử oxy, tức là axit này đơn chức. Vậy axit này của thầy công thức là CnH2n trừ 2O2. Đó, đáp án thầy có là đáp án B. Đó. Em nhìn thấy rất rõ ràng, người ta cho sẵn pi rồi, không phải tìm này. Các em chỉ việc tìm chức thôi. Và các em lắp vào công thức ở phần 1. Chúng ta có kết quả luôn. B là chính xác rồi.